Này mình ở thị trấn 1.000 phải không chị? Dạ. Anh thả ốc gì hồi đó như là 30.000 đó là tới giờ là nó có đẻ nào không chị? Nó đẻ là dài rồi. Đẻ nè bà con. Nên là cô chị ba lúc đó thả 30.000 đó là nguyên cái khu này nè, nó nghe quay dài nhá. Là bắt đầu nó đẻ, cô chị nó đẻ nè nha. Nếu mà thường đẻ là giáp sáng gì là gỡ trứng nha bà con, gỡ liền chị gì mới gỡ cái nữa vô. Gỡ vô cái chị phải lấy cái tâm chỉ răng á, chị phải thử mấy này nè nha chị ba, chị ba. Chị phải thử mấy này để không thử là cái lỗ này nè nó sẽ không nở, nó sẽ hao hụt lên cái lỗ này nè, mỗi nhiều sáng mới gỡ đi con em đẻ nhiều đó, có chi ra nó bắt đầu nó có đẻ nè, con thấy không, nuôi mới đẻ nè. Ủa sao mà ảnh lúc trước ổng chạy xe đó tháng cũng cỡ mười mấy triệu mà ảnh nghỉ ảnh ở nhà làm vườn lắm hả chị? Nuôi hả? Ốc yêu quá nên thôi nghỉ ở nhà nuôi ốc luôn. Dạ, nuôi ốc á cực khổ gì không chị? Không có gì đâu. Có cho ăn chú gì không? Không cho ăn chú. Vậy là không có tốn ngàn nào về tới thức ăn chứ hả? Không. Bởi vì nghỉ chạy xe luôn. Nghỉ luôn. Nghỉ luôn. Cái này là không có mà ủ nào đâu, nếu mà ra cái này của chị ủ nó là dữ lắm, mà dập thiên nhiên mà. Ốc thì cũng bóng chứ đâu có gì đâu. Ốc này anh chỉ nuôi cũng mấy tháng rồi, giờ đẻ nó đẻ ra rồi nè. Đẻ nhiều lắm nha, em lượm nửa ký rồi. Là nửa ký là đó ốc kìa. Chị tiếp tục chi nuôi nữa cho nó đẻ ốc ra, lấy giống mà nuôi hoài đó luôn không chị? Rồi cái nè. Hết biết không? Vậy là làm cái nghề này anh nghỉ chị xe luôn. Nghỉ luôn. Vậy là làm này thành công ngon rồi mới nghỉ chạy xe phải không? Ừ. Còn mà không ấy thì để giờ giờ về làm vườn con ốc nha, con ốc nè giờ đẻ nè cũng mau mà lấy quay thả lấy quay có thu hoạch ha. Cái này là không có ủ nha, nếu mà ủ là dữ lắm, mà mùa này lạnh, mùa lạnh này đừng có ủ nha bà con, khuyên bà con đừng có ủ, ủ cho nó ăn là nó dễ chết đó. Lưỡi hết trơn. Chứ mấy con này kêu đẻ đâu đẻ được. Con này mới vô trứng tới đây à, con này chắc khoảng tầm tháng nữa. Tháng nó mới đẻ. Cái này đã rất sao nè. Thân dài lắm. Đã nhà luôn ốc luôn. Có mấy cái nha. Thùng mất quá. Vậy là nó đẻ là ô nè, lên bẹo đẻ nè. Dưới cái này kêu ảnh cho nước vô mới nghe chị. Đúng là cho nước vô tới đây nè. Hai ba mít mấy ngày nay vàng lên em. Không, tới đây là mít đâu không thua chứ. Nếu mà chị tiếc á, tới đây là mít đâu có ăn thua vậy. Phải cho vô tới đây nè. Không cho tới đây là tại vì nó hình như nó thiếu nước, con ốc nhảy lên bèo đó. Gỡ ngày nữa ký trứng rồi ha mà chị. Đó, nửa ký. Ô vậy là lay quay ngày tứ cái máy luôn. Tại mới đẻ ban đầu à. Cái này giờ nó chìm chứ. Nè mới vô trứng à. Cái này qua Tết nó mới gộ nè. Nhưng mà trước khi nuôi ốc á là phải làm mương nha, làm mương bèo như gì là mình nuôi được. Chứ còn mà nuôi ốc mà mương trống lỏng là rồi thua, nuôi nó không có phát triển. Nó đẻ nè, nó đẻ dưới cái mương này đẻo tốt đó nha. Nè lượng hết trơn à, nó tốt lại rồi đó. Chiều anh cho nước vô đi nha chị ba, nước vô bữa ít rồi nó leo lên bèo đó, chứ không quay con nó đẻ rồi nè. Ốc này đạt nè, luôn nó mòn, nó lúc hổm nó không có nước, nó trắng nhưng bữa nay nó đen lên nè. Đó, nó mọc ra lại. Ừ, nó mọc ra lại nè, đơn giản rồi, còn không biết ha, mua thuốc này thuốc kia là tức là mình tốn tiền mà rút cuộc ốc mình nó thiệt hại, nó chết nữa, gãy xuống là nó chết nè, con ốc này ngộ lắm. Cái này chưa vô trứng mà, cái này nó mới vô trứng không nè, mới vô tới đây à. Con này thì vô được tới đây. Cái gì? Con này chưa, con này chưa trưởng thành, con này tết được sao nè. Nó nuôi này đơn giản thôi, nhầm số bà con gì
Hiểu không nổi. Mẹ này tấp sau nè. À, tức là cô chỉ là có đẻ rồi ấp lại nữa luôn đó nha. Ấp lại đủ cỡ chứ không phải mà mới đẻ không. Đẻ rồi chỉ ấp lại ở đây dài đây luôn. Nó đẻ cặp mé. Nó qua dài bên đây luôn hả chị? Dạ hết luôn. Này cái này khách hàng hình như mình đổ tháng 3 phải không chị? Em nhớ hình như tháng 3 hay vậy. Ủa tháng 3 tháng 4, tháng 4. Hình như hết tháng 4. Ừ, hết tháng 4. Nó tới giờ là nó đẻ gộ và nó ấp chỉ ấp ra trong vèo quá nè kìa. Lũ khủ hết nè kìa. Ảnh làm chạy nghề đó, ảnh phát trên bà tạch đó làm nghề tài xế tháng mười mấy triệu đó mẹ, giờ nghỉ nhà nuôi ốc với mà làm vườn rồi đó. Ờ, ốc nhóc hết trơn nè. Ờ, bữa nào mà mẹ ơi, hết hồn luôn rồi nè. Nè, dữ lắm ốc. Nè, coi nè. Nè, dịch cho bà con thấy nóng lạnh không? Tờ rồi, coi nè. Coi nè. Nè. Hết hồn ốc luôn rồi. Đó, bà con thấy đơn gửi gì mà chỉ kêu ảnh nghỉ nhà làm vườn nuôi ốc chứ chỉ đâu cho ảnh đi chơi xe đâu. Chơi xe giờ thời buổi này cũng dịch bệnh chắc giả quá chỉ không cho anh đi nè. Mà con tính đi nguyên một cái lỗ này nhiêu đây mà có bao nhiêu ốc nè. Tôi đoán là còn chìm dưới nhiều lắm đó. Rồi hết trơn cái khu vực này coi tính bao nhiêu. Em quay hết trơn cái khu vực này cho mọi con. Hồi nuôi có lo lắng gì không chị? Cũng lo chứ. Có anh Liệt chỉ thì đâu có lo gì. Dạ, khỏe trời chứ đó hả? Gì anh Liệt cũng chỉ hết trơn rồi chứ. Chỉ thấy dễ dàng làm không? Dễ. Có gì đâu mà để nhầm. Không đi làm đi đó, người ta cũng rất nhà mương này. Mương này cũng mới lên ha, mới lên này cũng thả bèo, cũng xử lý dôi rồi thả bèo. Rồi cũng trồng vườn mới đây là nuôi cũng rất thành công này chứ đâu phải cần mà cái gì đâu. Nếu mà khách hàng nào thiệt kia mà đạt lại mừng dữ lắm coi kìa. Quay cái kìa hết biết luôn rồi. Tạ rồi cái nè. Cái nè. Lự hết chưa nè. Thôi hết biết luôn chưa. Cái này mà ủ một cái mua xúc không một xề thôi. Mà mùa này không có ủ nữa bà con. Chỉ bán thôi chứ bắt bán thôi chứ đừng ủ. Ủ là nó sẽ chết. Nó ăn rồi chết. Cái nè. Nó bị chơi nè. Nè. Thấy chưa. Rồi dẹt nha nè. Một đống này bao nhiêu nè. Rồi mà hết cái khu này nè. Nó chỉ đẻ ra chỉ ấp chặt mấy dèo luôn kìa. Chưa cho nước vô đi để nó hơi thiếu nước rồi đó. Hay có ai hết nhìn hay không? Cho nước lên chừng nhiêu nó này nè. Đâu có liên quan gì tới mít đâu. Rồi cái nè. Ý là bằng ngày nó nổi nè. Ừ kìa, lự hết trơn rồi nè, không ngon nè. Cái này nó lội nè con. Thường bằng ngày nó lội gì là ngốc mạnh dữ lắm nha. Nó ăn trụ bẹo trơn rồi nè. Trời ơi. Tức là cái này hồi lúc đó là chỉ nuôi đúng một tuần là lên kêu chỉ hạ dèo đó chứ không ra lố ngày nào hết trơn đó nha. Rồi bên đây thì chỉ cầm bóng súng nè. Chỉ ốc rồi kìa. Bên đây thì cái cắm bông súng vào là hết cái diện tích này đó thì chỉ đổ nó về ấp lại thì cũng nhiều ốc lắm rồi. Nó là qua Tết là chỉ bán đó. Nó bà con nào cứ sau này có làm nó làm y như mấy cái mô hình trên cái này là thị trấn 1000 phải không chị? Dạ. Thị trấn 1000 ấp ấp bầu B hả? Ấp 1B. Đó, giờ người ta nuôi hai hộ này là nuôi rất thành công. Giờ cái hộ kế bên Dũng cũng nuôi thả 60 ngàn luôn đó. Tại vì thấy bên đây thành công quá trời. Tội lệ gì không làm đó, người ta làm luôn đó. Người ta cũng thành công đó. Còn bà con tháo rồi cứ bỏ nó đi. Đừng có lo lắng gì như chị này đó. Nó chỉ thả chỉ có lo gì đâu, chỉ bỏ lại. Thì lúc lúc lâu lâu chỉ điện ừ sao thì Liệt sẽ chỉ hết rồi. Đâu có còn gì đừng có lén cho ăn hay là bất cứ cái gì hết. Là nó sẽ hao hụt của mình. Mắt giống anh nó nổi như
Trời ơi, nó đi. Ra mùng nhiều lắm hả chị? Dạ. Để qua quay. Còn ở trong nhà nó chưa có sớm, em để chỗ nó sớm em đem ra đây. Nó sầu quá. Con này anh chỉ ấp cũng thành công rồi, cái kỹ thuật cũng liệt chỉ chỉ làm nè, đơn giản có gì đâu, chỉ bà con có ấp này nè. Hả? Lạnh lùng xuống gió luôn rồi nè. Trời. Gieo này mấy trăm ngàn con. Cái này nó bèo cám gì. Có bèo cám vô màu lớn quá trời. Nè. Rồi chỉ kiếm bèo cám lỗ, tại bữa nay em cái xe em chở phải cho cái người đó rồi em không có xúc được nhiều. Chị kiếm bèo cám nha, chị đừng có nói đâu mình ghiền nó. Nè mất rồi. Thì lại cũng chỉ khách hàng làm đó thì cũng thành công luôn rồi ha. Chứ đâu có gì đâu. Đơn giản chứ có làm gì đâu, thấy bà con thấy đơn giản không? Thấy chưa, thấy mình làm đạt là thấy mừng không chị? Mừng. Thôi giờ thì cũng qua này cũng còn ô cái dẻo bên đây cũng gió luôn nữa coi nè. Con coi kìa. Cái này chị ấy bèo cám vô cho nó ăn thêm nữa, mang lớn lắm anh chị. Dạ. Nè, đừng có thấy bầu mí mớp gì cho coi cục này nó đeo nè. Nó khách hàng thì nó đeo một cục như vậy nè. Cũng nuôi cũng chỉ cho người ta làm cũng thành công, nó cũng nhiều lắm chứ. Đâu có gì đâu, bà con nuôi gì bỏ đại đi nước ra nước vô có bèo là kìa nó nữa kìa. Thì cái nghề ốc này nó cũng đơn giản lắm, tại vì nó sống về cái thiên nhiên mà bà con mà ép buộc nó vô cái gò bó quá là nó sẽ chết, không có chịu. Nó để tự nhiên vậy đó mà nó sống đó. Thôi gọi giờ cái clip thăm bên đây cho của anh ba trên 1000 á cũng rồi, chào bà con.